Ok, hello mọi người, lại là mình Khoai Meta đây. Thì hôm nay mình sẽ thử đi qua gam C1 gam don thử nha mọi người, để test tỷ lệ thử cho mọi người xem nha. Quà ạc này của mình đang là 24, để mình qua C1 mình test từ 20 ạc qua C1 gam don thử ra trái gì nha mọi người. Ok, bây giờ sẽ là ạc đầu tiên nè. Trái gì đây? Mua. Đặt này của mình hiện tại đang là 2.400 luôn nha mọi người. Mình sẽ qua C1 mình test thử luôn nha. Trái đầu tiên là trái gì đây? Thì ok, bây giờ mình sẽ mua được nha. Chắc mua được rồi đó mọi người. Trái gì đây? Vẫn chưa được mọi người à. Khó nha. Ok, trái đầu tiên là ra trái khó nha mọi người. Ok, trái đầu tiên mình ra trái khói nha. Ok, mình sẽ thả ở đây. Mình sẽ qua ạc thứ hai gam đon tiếp nha mọi người. Mình sẽ test tới ạc 20 ạc rồi. Mọi người xem hết clip nhớ like và đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Ạc này của mình hiện tại cũng đang là 2.400 nha mọi người. Qua C1 test gam đon thử nha mọi người. Trái gì đây? Thì ok mọi người, trái bơm. Ok, mình sẽ bước ở đây tiếp nha. Tomorrow.
ok, đây là bạn mình đã găm đoan ra được chế độc ở xin một con người. Mình nãy giờ chưa ra được chế nào hiện tại á, chắc là do mình xôi mọi người. Thì ok, mọi người nếu thích series này hãy để cho mình một like, đăng ký kênh, một comment nha mọi người, để mình ra những series tiếp theo găm đoan ở series 2 và series 3 tiếp theo mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo cái chuông lên nha, để mỗi lần mình ra video mới mọi người được thông báo. Và sau này kênh của mình sẽ có Ewan tặng những trái quỷ huyền thoại nha mọi người. Ok mọi người nhớ like và đăng ký kênh nha. Bye bye mọi người.